Hello, welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với tựa game khủng long nha các bạn ơi. Đây là một con nhân vật mới của chúng ta. Con này là Ngưu Ma Vương này, new update. Mình sẽ cho con này chiến đấu với mọi con trong game này nha. Đầu tiên sẽ là con người sói này, Whirlwind. Let's go, bắt đầu. Ui, nhảy một phát cắn đầu luôn. Múc nó đi. Keng keng. Ui giời. Nó cắn đầu rồi. Ui. Nhảy, con này nhảy gớm thật. Ui giời. Nữa đây. Let's go. Chết luôn. Vẫn không chết. Không chết à mày, không chết à. Chết rồi, con này trâu máu quá, mình phải chuyển con tiếp theo anh nha. Rồi ôi. Rút cả cổ ấy luôn. Nào, mình chuyển con tiếp theo nha. Này tiếp theo sẽ là con người khổng lồ này. Let's go. Bắt đầu nào. Chém nó. Một phát vào đầu. Xoài. Có quả chiêu xoay. Xoay trong chém ngược luôn. Chết rồi chưa? Nhờn. Rồi ok, mình chuyển con tiếp theo. Tiếp theo sẽ là một con khủng long rồi nha các bạn ơi. Chiến nó luôn. Bốc qua đi. Một phát ở đầu, hai phát đầu luôn. Uầy. Nó hốc một phát bay đi đâu luôn. Mày à. Chiến nó đi. Mày à. Nằm rồi, một phát vào đầu, chết luôn. Rồi, giờ đấy. Chúng ta sẽ chuyển qua con khủng long tiếp theo đi. Con khủng long gai này. Nào. Ui, nó quật đuôi này. Đập vào đầu nó. Ui, ui ôi. Mày. Chết mẹ mày đi. Chết mày đi. Không chết à. Bổ thủng đít luôn. Thủng đít luôn nha anh em. Cho mày chết. Ta chuyển qua con khủng long T-Rex này. Chiến đấu nào. Ủa ở đâu nó đi. Uầy nó nhai đầu mình luôn rồi. Bố mẹ rồi. Mày à. Mày nhai đầu tao. Con này yếu quá. Ba đập là chết rồi. Quá kém. Tiếp theo sẽ qua con Spinosaurus này. Xem con này chịu được bao đập nha. Ui nó lại nhai đầu luôn này. Ui rồi ôi. Nhai đầu be bét máu luôn mày à. Chết rồi không đánh được nữa rồi mày à. Ui húc đổ cả tường luôn mày, qua cái tường này đổ chết nó luôn rồi. Nào giờ đấy